Skylaw, chương 1, lời hứa của Sky. Máy móc đã ổn định, mọi vấn đề đều là ở cái khiên. Cô ấy cúi xuống sau những gì còn lại của bộ giáp trước, chỉ có một vệt ở một lỗ quái quỷ. Tất cả thế hệ mới của loại máy móc này, chúng tôi đều cho thêm giáp, nghĩa là nó sẽ nặng thêm, cũng có nghĩa là động cơ sẽ to hơn và nhiều sát thương phép hơn. Nghĩa là sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các mỏ pha lê, và có nghĩa là sẽ xảy ra chiến tranh nhiều hơn. Khuôn mặt vị tướng xe lại, nhưng ánh mắt và giọng nói của ông lại mềm đi. Đây không phải là lúc để bàn chuyện này. Những khẩu súng hao đạn vì chúng quá chậm. Những con vít lỏng rơi tinh tinh xuống mặt đất, ở bên trong Sky đá vào bộ giáp hỏng. Chúng ta đang đi sai hướng rồi, chúng ta cần thêm tính lưu động. Mỗi một từ được phát ra khi cô đá bằng chiếc giày chiến của mình, cho tới khi bộ giáp trước rụng hẳn xuống mặt đất, làm lộ ra cơ thể cô trong khoang điều khiển. Chúng ta nên làm bộ súng nhẹ đi và tăng hỏa lực lên. Tôi đã gắn bộ súng 25mm tự động vào nó. Với lực đẩy phản lực của bộ cánh phía đằng sau, nó đủ nhẹ với tên lửa Halcyon Tip. Tôi biết là sẽ nhiều rủi ro, nhưng... Sky, cô ấy đang tới kìa. Ở đâu? Ở đây á? À, con bé đây rồi. Làm việc đi mọi người. Một mớ âm thanh hỗn độn với giọng nói che che từ cửa gara. Hai người đàn ông kéo một cái gương dài tới một cái ghế. Một người thợ may và trợ lý của ông ta đang mặc đồ cho một hình nộm. Giọng nói vang lên từ phía sau vẻ ra lệnh. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn với tóc búi tó và đôi mắt đen. Để ý vào, mụ béo. Tấm lụa ấy còn đắt tiền hơn lương tháng của bà đấy. Mẹ đang làm trò gì ở đây thế? Sky kêu lên, hạ cánh xuống cabin. Tên của con sẽ được chọn từ buổi xem mặt tối nay. Tránh xa khỏi cái đấy ra đi. Mẹ Sky đứng cạnh chồng bà trong một buổi diễu hành. Con không muốn được chọn đâu, sẽ có chiến tranh xảy ra mất. Nhưng cô miễn cưỡng trèo xuống. Ông nhún vai, lúc nào chẳng có chiến tranh, con không thể mãi mãi làm chiến binh được. Con là một phi công bố à, và con là phi công giỏi nhất mà bố từng... Ôi, cô nhắm mắt lại vì một con robot trang điểm chọc vào lông mày cô. Không có viền đen quanh mắt con bé à? Mẹ Sky nói với mấy con robot trang điểm. Nó làm chúng trông nhỏ quá và tô lại môi cho con bé đi. Nhìn mỏng quá. Con robot dặm lại phấn trên mặt cô và thoa kem cho cô trong khi Sky cảm thấy khó chịu. Điều gì xảy ra nếu như mẹ là người may mắn tối nay và một gia đình cao quý nào đó sẽ chọn con cho con trai của họ? Anh ta sẽ nói gì với con khi không có những thứ này trên mặt? Giữ một cái con cá đâu có giống như cách con câu nó lên. Tuyệt, Sky gằn lên. Vậy ra đàn ông là con cá hả? Nhẫn vàng và một nhành hoa lan trên tóc, mẹ Sky căn dặn, mở ra một hộp đồ trang trí. Con biết đấy, Sky, mẹ Baron sẽ chọn một buổi coi mắt vào tối nay. Sky nói tiếp, bà ấy sẽ không bao giờ chọn con đâu. Có rất nhiều những cô nàng cao quý cũng đến tuổi lấy chồng trong năm nay. Người làm tóc kéo tóc cô và tết thành vòng. Luật lựa chọn rất phức tạp. Mỗi sự lựa chọn đều chứa trong mình một thông điệp, mẹ cô trả lời. Sẽ là một hành động mang tính công khai chiến tranh nếu như một trong số các cô con gái đến tuổi lấy chồng của nhà Siêu hoặc Tiger không về nhà Baron. Đôi chân mày cô rung rung đầy lo lắng. Nếu đây là cuộc chiến mà họ muốn, thì khẩu súng mới của con hoàn toàn có thể chiến thắng. Bộ giáp bay của Sky được hạ xuống, mà thay vào đó là một bộ váy đẹp lung linh. Những người thợ làm váy vừa chỉnh cho cô, vừa ngậm những chiếc kim trong miệng để tiện sửa. Đứng thẳng vào, mẹ cô lại quát, áo của con sẽ bị ngắn đi đấy.